nay chủ nhật, anh em Thanh Hà sẽ đi chợ làm một món lòng bảy món. Các bạn đã xem lòng bảy món chưa? Hôm nay em chúng tôi sẽ đi, đây là đi chợ luôn. Đi chợ xem là mua được nguyên liệu này về, tất cả anh em chúng tôi sẽ làm món ẩm thực của vùng này. Cái vùng này họ làm như thế nào thì tôi sẽ quay toàn bộ lại cách mà họ làm lòng bảy món như nào nha. Các bạn chờ đón xem nha. Đâu? Ờ đúng rồi, con trễ em. Đấy, con đi em con. Em ăn trễ, em ăn cả trễ, có với một ít trễ. Ít thôi chị. Lấy cái trễ nhỏ nhỏ. Đi ra nào này. Em mua hành trở lên là gì? Là món hành luôn. Hai bạn sau đây. Đấy là món. Bà ơi, bán con mấy ít lá nào bà? Lấy bao nhiêu? Lấy 15.000. Cho 15.000 bún lá. Ngon nhỉ, bị bóng nhỉ. Hôm nay anh em Thanh Hà sẽ vào một cái khu vui chơi này đang gọi là đang sắp hình thành thôi các bạn ạ. Khu này rất là rộng đấy các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Nhưng mà vì là khu này là khu đang chuẩn bị hình thành để vào cái mùa du lịch sắp tới này cho bà con. Ở đây nhá, có đầy đủ hết các bạn nhé. Đây là bên này là bên có nhà hàng phục vụ các bạn. Đó. Đây có một cây ổi này. Hôm nay anh em Thanh Hà ngày chủ nhật cho tất cả mọi người, anh chị em, một số đi thì đến đây, còn một số thì không đi được đấy, được ngày nghỉ thì ở nhà. Còn hôm nay là anh em sẽ tổ chức đi review. Hoa đẹp chưa các bạn? Tuyệt vời. Ở trên kia là cam bưởi rất là nhiều các bạn nhé. Các bạn có thể là đi vào cái mùa du lịch đi trải nghiệm, nhất là những các bạn trẻ đi đến đây ngắm cảnh. Đấy, nướng thịt. Ở xa xa bên kia là có những cái lều cho các bạn nhé. Hồ mùa này thì nước nó cạn, nhưng vào mùa kia nó rất là nhiều. Bây giờ cá là nhô hết lưng lên rồi, nhưng mà vào mùa kia nước nhiều thì đẹp vô cùng luôn các bạn. Đây có một cây hoa mà hai màu, thấy không? Anh Lan ngồi với bọn em tí nha. Anh đi nữa anh nữa. Đây hôm nay là ẩm thực thì là có các bạn, đây là tự chế. Đấy, đây là bạn Sang, bạn đang làm cái món lòng bảy món các bạn nhé. Và bây giờ lát nữa tôi sẽ quay cảnh mà
và làm tất cả các món cho các bạn xem nhá. Đây là rau. Cái này là rau đang làm thì nó nước bùng lên. Đây. Dạ vâng. Làm xong. Dạ vâng. Nếu mà làm xong cái chỗ này thì không còn gì để bàn nữa anh ạ. Em mới bước vào thôi em đã thấy mê hồn rồi. Quá đẹp luôn. Đây là món rau này, hành này. Nó gồm có rau ngổ à em? Rau ngổ, rau răm, rau mùi, chanh và những cái hành và lá. Đó. Ở ngoài này này, họ treo những cái giỏ lan. Đẹp chưa các bạn? Đây là lối đi. Mai cái mùa kia là cái khu trên này là cái những cái hoa này này là nó sẽ lan ra rất là đẹp các bạn. Mùa này thì nó ít hoa nở. Nhưng mà nếu mà trưa nay nắng tôi sẽ review cho các bạn. Ở hồ này là các bạn có thể vào đây này, giải trí câu cá luôn nhé. Cá, các bạn nhìn thấy xa xa cá rất là nhiều. Nhưng mà nước nó cạn, nó đang nhô sống lưng lên kìa các bạn. Ui, nhiều cá, mà toàn cá to thôi. Các bạn có thể là ai câu cá thì câu cá, mà ai có thể là ở tổ chức chơi vui chơi ở bên trên này. Rất là đẹp. Ở bên kia là có những cái lều. Đấy, anh chủ anh ấy thiết kế để cho các bạn có thể là ngồi nghỉ. Đấy, thưởng thức những món ăn tự tay các bạn làm nhé. Tự tay các bạn làm luôn. Đấy. Hoặc là các bạn có thể là ăn trong nhà hàng. Các bạn thì chọn những cái món ăn trong nhà hàng thì người ta sẽ phục vụ đầy đủ. Còn ở bên ngoài này thì các bạn có thể là ăn ngồi bất cứ một chỗ nào. Các bạn có thể ngồi thoải mái. Đấy. Các bạn nướng thịt hay làm cái gì, tự chế biến món ăn cho nhóm của mình cũng được, chả sao cả. Và vừa ăn vừa ngắm cảnh và vui chơi, giải trí. Đây, nay có nhóm trẻ con. À, nhóm này là cũng đang vào đây chơi đây. Xa xa kia là có cái cầu và có một cái lán ở giữa cầu. Đấy, để cho các bạn vừa đi vừa ngắm cá, vừa ngắm cảnh thiên nhiên xung quanh đây. Đằng kia có một cái cây to mà đẹp lắm rồi. Ngay chỗ cái lều luôn, rất là đẹp cây. Chút nữa nắng lên mình sẽ cho mình lấy cam bay để quay toàn bộ khung cảnh này cho các bạn xem các bạn nhé. Đây, các bạn ngắm này. Các bạn sẽ ngắm cái khung cảnh đẹp chưa? Đó. Ờ, đây là cái hồ nhưng mà mùa này nó cạn nước. Nhiều cá lắm, toàn cá to thôi các bạn. Đấy, anh em nào mà vào câu cái hồ này thì là tuyệt vời luôn. Hồ này là để cho câu giải trí các anh em ạ. Đấy, bạn nào có xu hướng thích câu thì tìm đến đây nhá. Xa xa kia là đồi cam, bưởi. Toàn cam với bưởi, rất là nhiều. Ở dưới là những cái lối đi bóng mát để cho những anh chị em nào mà đến đây du ngoạn ngắm cảnh là đi những cái con cung đường như vậy. Ở những cái con đường ở trên đồi đấy nữa. Đấy, để ngắm, để các bạn thấy không? Đây là cái khu mà nhà hàng. Khu nhà hàng này là các bạn sẽ được nghỉ chân ở đây, ăn uống ở đây có đầy đủ bếp các thứ, bếp nướng các thứ cho các bạn. Kia là một cái đồi vui chơi. Các bạn thấy chưa? Các bạn có thể sang lấy trải chiếu, rồi là câu cá, rồi là nướng thịt ngay trên những cái đồi như vậy luôn. Họ mới làm cái đập này để chặn nước lại chứ nếu không làm là nước nó sẽ rút đi hết. Còn khu này là một khu đảo chơi. Cái đảo này là đang hình thành vườn hoa cây cảnh. Và một cái nhà chuẩn bị nhà này là họ làm để tổ chức các sự kiện các bạn nhé.
Đấy, đang chuẩn bị hình thành lên rồi các bạn. Khu này là nằm giữa một cái thung lũng ở trên một cái đồi, rất là đẹp. Chim én này bay rất là nhiều, bay qua cả Lai Cam luôn các bạn. Các bạn có thấy đẹp không? Có những cái bụi tre. Đấy, bụi tre như ngày xưa tôi còn nhớ là ở quê tôi còn nhiều bụi tre đẹp lắm. Nhưng bây giờ là nhà dân họ nhiều, họ xây sát, họ chặt sạch rồi. Chứ nếu mà còn tre, có những cái bụi tre cảm giác cái ký ức, kỷ niệm nó tràn về kinh khủng luôn. Các bạn thấy không? Đây là có một cái cầu. Các bạn có thể là đi từ bên này sang cái đảo chơi này. Xung quanh cái đảo này là xây những cái lều đó, để các bạn có thể là ngồi ăn uống, thư giãn, câu cá. Hồ này sắp tới là họ đưa cá xuống đây rất là nhiều các bạn nhé. Khi thành lập đập xong rồi, nước bắt đầu lấy về rồi. Mình nhìn trên không trung nó như này thôi, nhưng thực sự ở dưới nó rất là mênh mông bao la luôn. Đấy. Các bạn có thể câu rất là nhiều cá ở đây, cá chấm đen cũng khá là nhiều các bạn ạ. Đấy, để thử tài những cần thủ, xem bạn nào vào đây có thể chinh phục được những con cá mười mấy cân không nhá. Đây là những cái dây mà người ta xỏ những cái trong chóng. Đấy, nó quay tít luôn, gió lên là nó quay tít luôn. Ở bên này, mỗi một cái khu này là họ để một cái tủ lạnh. Đấy, và nước ngọt họ để sẵn. Đấy, bạn nào mà khát nước là cứ tự nhiên lấy uống thôi. Nhưng mà uống xong phải trả tiền đấy. Các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp. Quá là đẹp. Cỏ cái đồi kia là họ đang chăm nhá. Đang chăm cho thành một cái thảm cỏ. Đấy, rất là đẹp. Nhưng mà thấy vừa rồi thì qua cái mùa đông vừa rồi, cỏ nó đang bị trụi. Nhưng mà khi nào mà nó xanh mướt lại thì các bạn nhìn thích lắm. Mình rất thích cái đảo này với cái đồi này, này các bạn. Đấy, cái đồi đấy mà các bạn có thể cắm trại, trải chiếu cắm trại, hoặc là tổ chức những cái món ăn bên ngoài. Đấy, cái không gian thoáng mát như vậy đẹp vô cùng, nó thơ mộng. Mình thì không biết câu cá, nhưng mà thực sự mình rất là thích xem những cái hồ lớn nuôi cá to, rất là thích. Mà cũng rất là thích xem những cái cần thủ hay đi câu cá đấy, có những làm những cái clip câu cá chinh phục những cái con cá lớn ở những cái hồ như thế này là mình thích xem lắm. Bên kia là một cái đồi ấy, các bạn xa xa thấy không, toàn đồi cam bưởi, cái đường đi đấy các bạn thấy chưa, đấy là đường đi vào khu vui chơi này, là hai bên đều cam với bưởi hết. Đây là chưa hình thành, chứ mình tin khi hình thành lên rồi thì đẹp lắm các bạn. Thì cái khu này nó có một cái địa thế mình cảm giác nữa là thoải mái, mát mẻ. Mình vào chẳng hạn là một ngày làm việc vất vả, một tháng làm việc vất vả, nhưng khi tổ chức đi vào đây đấy, thì các bạn nếu mà tổ chức câu cá ăn uống, câu cá thì các bạn có thể vào nhà hàng nhờ họ có thể làm luôn con cá đấy, là các bạn ăn lẩu luôn. Còn một số những cái lều mà họ sẽ làm như cái lều nhà sàn ra những cái mé nước ấy, họ sau này họ làm rất là nhiều các bạn nhá. Họ làm những cái lều đấy là các bạn có thể là ngồi câu cá và thưởng thức món cá của mình ngay tại cái lều đấy luôn. Có hai con vẹt, à, hai con chim bồ câu này đẹp, à, hai con chim cu. Đấy, đấy nó kêu. Nó thấy lạ nó kêu. Đây là bắt đầu nhồi nha. Cái chuối này là cái chuối không được không? Được. Được, cái chuối thì chắc mà. Bố đi. Bố đi nhìn nước chơi. Bắt dây chuối bố đi nhá, để dành.
mấy vòng đã, quấn mấy vòng đã. Con này thì tha hồ ăn, đói ăn. Thích gì lắm mấy bạn này. Đây các bạn nhìn thấy chưa, ngon chưa? Chút nữa nướng lên mới thơm. Đây, một món là nướng. Là một bộ tràng là ruột xe điếu các bạn nhé. Và gan. Trễ. Ở bên kia nhà hàng là các bạn có thể hát karaoke thoải mái, có một dàn hát karaoke các bạn nhé. Này nhà chúng tôi vào đây. Đây rồi các bạn ơi, món này là sắp chín rồi các bạn nhá. Ồ thơm nhỉ, thơm thế. Cái lòng non với cái chế là phải bỏ sau đúng không? Bỏ xong là vớt ra đúng không? Bỏ ra là mình ấy, người ta làm sao mà nó trắng tinh ấy? Là họ làm cái gì? Luộc riêng ấy ạ. Không bỏ riêng, hụt luộc riêng á? À thế à? Cái này nó màu. À thế à? Không cho gan vào. Gan. Đây có cái bếp than này các bạn. Các bạn có thể nướng thịt, nướng mọi thứ ở ngoài này này các bạn ơi. Đấy, trong kia họ mở nhạc to quá. Nhân viên mới đây. Thành viên mới đây. Xinh không? Các bạn thấy xinh không? Chưa có người yêu đâu nha. Cái này các bạn ơi, cái này là phải luộc riêng này, không là nó không được ngon. Cái này là mình sẽ luộc riêng một cái nồi khác các bạn nhé. Đúng rồi, cái này luộc riêng thì nó mới trắng chứ. Luộc chung được không? Vời luôn, nhìn nó hấp dẫn quá. Ủa nó có nổ không? Mình phải châm đúng không? Châm. Cái này thì luộc càng kỹ càng ngon này. Gan thì luộc chín tới thôi đúng không? Đây là để cho mấy em bé.
em bé. Đây hai em này đang đòi làm em bé này các bạn. Đây. Rồi à. Đây là bác mấy bác thợ vẫn đang tiến hành làm nốt những cái giai đoạn xây dựng khu vui chơi này, du lịch này cho các bạn này. Đấy, hồ câu rồi là ngắm cảnh rất là nhiều. Đấy, có quán bia này. Đấy, các bác mà đến đây là uống thoải mái luôn. Mùa hè này thì thôi rồi lượm ơi. Yeah. À. À, giống ca sĩ à cơ. Rồi, cảm ơn các bác nha. Khoai lang trắng này, lòng, lòng nướng, mẹ no gì nữa. Bọn chị ở đây biết đi em chả biết đâu nó bóng này. Có đói thì cũng chả biết cái tìm gì ăn được, không biết tìm cây gì. Đấy. Thực sự là bây giờ cũng đã hơn 12 giờ rồi. Đấy, thực sự hôm nay là cũng làm xong cũng hơi muộn. Cái nồi cháo bây giờ vẫn là đang sôi chưa nhừ được các bạn ạ. Oh, các bạn thấy chưa? Đúng rồi, ngon chưa? Ngon quá nhỉ. Đấy, cho vào cháo. Ăn xong cái này ăn cháo là vừa. Yeah. Có cái nồi gì đây nữa? Thank you.
không? Quá hấp dẫn luôn đó các bạn. Cấp luôn. Nào anh em chúng tôi ra chuẩn bị chén thôi. Kia, đâu rồi? Đây ngồi đây này, chỗ đây này. Đây để ở giữa đường đây này. Đây này đấy, dài chỗ đây. Ừ. Rồi, quá rộng rãi thoải mái luôn các bạn ạ. Này không có tí dầu thơm nào. Ừ. Đâu? Tưởng có mua rồi xong là để lại chứ. Bám hết rồi à? Ăn cơm. Ừ. Có cái số điện thoại của anh kia không? Gọi. Ồ, mấy cái con ruồi kia mất vệ sinh quá. Đuổi. Đây các bạn nhìn thấy không? Còn quá này. Hôm nay là gồm đầy đủ ban bệ anh em nhưng mà cũng thiếu cũng rất là nhiều người. Có mấy em mà hôm nay đi đưa ngày chủ nhật thì đưa các em ấy đi lên trên cái khu vui chơi này, khu hồ câu cá cũng như là khu vui chơi ngắm cảnh, rất là nhiều cảnh đẹp các bạn nhé. Anh em sang đầu bếp.
bạn ơi. Các bạn nâng ly nhá. Hương Hương uống không? Thôi, mời một chén. Em mời chị. Mời mọi người nha. Mời cả nhà nhá. Dạ vâng. Cả nhà sức khỏe nhá. Rồi. Mọi người ăn đi. Mời mọi người ăn nhá. Cho cái kia lên đi, quay cái lên. Làm miếng là... Wow. Quá ngon rồi. Ngoài cái mắm tôm lên đi, ăn mắm tôm đúng không? Quay cái mắm tôm. Chanh vắt rồi đúng không? Để sang đây ạ. Chanh vắt chưa? Vắt hết rồi, chỉ việc quay lên. Bấn lấy đũa khác, thiếu đũa. Anh lũa của anh đâu mày. Kia còn con đôi nữa kìa. Kia còn đôi kia kìa. Đây. Sang không ăn được à? Ừ, không ăn được cái món đây. Còn thế mà không ăn. Gắp cho cháu ăn. Đâu gắp đi. Gắp cho cháu này. Con phải ăn xong là mai mốt lại cô lại cho đi chơi nữa nhá. Rồi. Mời mọi người nhá. Ồ, ngon quá đây. Sáu quả chanh cơ mà. Nhà mình mua 6 quả. Đây bạn đạo này. Mà bỏ cả mồm như này, bỏ cả ăn như này. Chào anh. Mời cả nhà nhá. À, mời chị. Ngon nhỉ? Ngon thật. Đây là trễ nhá. Đấy, trễ này bà con này. Lấy cái thìa này cháu, lấy cái thìa cắm vào, lấy cái đuôi thìa này cắm vào. Quá tuyệt vời. Ngon nhỉ? Lấy mắm tôm cho chị ăn. Mẹ mẹ ơi, một cái bạn đã bị đốt rồi. Đây các bạn này, miếng gà mình đã làm miếng gà này. Gà ngon chưa? Đẳng cấp chưa các bạn? Lòng nướng, lòng luộc giờ là lẫn lộn rồi. Mời các bạn nhé.
cái bạn là bạn này tên là cái hát rất là hay đấy, đấy hát đấy các bạn, nghe như là ca sĩ luôn. À, cũng chưa có người yêu đâu nha. Bạn nào cần nhanh tay nhanh chân là đăng ký được nha. Bên cạnh là bạn Tuyền. Bạn Tuyền năm nay mới có 14 tuổi thôi. Mới có 14 tuổi đấy, nhưng mà cũng ở trên này họ sắp lấy chồng rồi. Các bạn này, đây là tô cháo lòng của mình. À, cái bát cháo, bát cháo lòng các bạn, chứ không phải tô. Các bạn thấy ngon không ạ? Đây có lang nướng này các bạn ơi, ngon chưa? Đây các bạn ơi, không thể ăn hết được, đông người như thế này này, không ăn hết nổi. Nó vẫn còn nhiều cái ngon quá này các bạn, vẫn còn thèm ăn nhưng mà no quá rồi các bạn. Đó các bạn ơi, đông người mà ăn không thể hết được, còn rất là nhiều này.